Ngày xưa mình đi thuê nhà là đủ rồi, đến đời con mình đừng để cho nó phải đi thuê nhà nữa. Nếu bạn mà vẫn còn phải để con mình đi thuê nhà có nghĩa là gì? Cuộc đời của bạn chưa hoàn thành đâu. Và cuộc đời của bạn chưa hoàn thành cho dù bạn có chết đi, sang đến kiếp sau bạn vẫn phải làm nốt cái phần dang dở kiếp này chứ, làm nốt. Hãy tin tôi đi. Nếu anh chị ở khu vực Việt Nam hãy cân nhắc cho mình có thêm một ngôi nhà thứ hai, second home. Sớm hay muộn thì con em của các anh chị ở tỉnh cũng về thủ đô học hoặc là thành phố Hồ Chí Minh học. Đừng dại gì mà ở trong những khu phố ngõ nhỏ, phố nhỏ. Câu hát là phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhà tôi ở đấy, đó là 100 năm trước rồi. Còn bây giờ mà bạn vẫn còn ở trong ngõ nhỏ, phố nhỏ thì bạn có thể thành chuột quay bất kỳ lúc nào. Nhớ đấy. Và nếu như bạn đi nhiều nơi, ví dụ như sang Trung Quốc thì chẳng cần đâu xa, thì hầu hết họ ở trên các cái building là chính. Hãy đi sang các nước phát triển, chúng ta cùng quan sát. Đấy thì chúng ta hãy cân nhắc là khi con em mình sắp sửa lên thủ đô học thì cần phải có một ngôi nhà do chính bàn tay của mình, không phải đi thuê nữa. Đấy, ngày xưa mình đi thuê nhà là đủ rồi, đến đời con mình đừng để cho nó phải đi thuê nhà nữa. Nếu bạn mà vẫn còn phải để con mình đi thuê nhà có nghĩa là gì? Cuộc đời của bạn chưa hoàn thành đâu. Và cuộc đời của bạn chưa hoàn thành cho dù bạn có chết đi, sang đến kiếp sau bạn vẫn phải làm nốt cái phần dang dở kiếp này chứ, làm nốt. Hãy tin tôi đi. Lúc đấy con cháu sẽ khấn bạn về để làm tiếp nốt phần đời còn lại. Cụ ơi cho con xin 5 tỷ, 3 tỷ. Bản chất là nó lôi cụ về làm việc tiếp. Và tôi khuyến nghị với mọi người, kể cả bạn có tiền luôn, bạn trả luôn, cũng không nên trả luôn hết tất cả. Bạn nên trả theo tiến độ. Nếu như nó là 7 tỷ, bạn chia ra cứ 3 tháng bạn phải đóng 700 triệu. Cứ 3 tháng, mỗi một tháng bạn đâu đó bạn chỉ cần có 10.000 đô mỗi tháng thôi. 10.000 đô mỗi tháng, tương đương mỗi tuần là chỉ có 2,5 nghìn đô la thôi, mỗi tuần thôi. Thế thì phân tích đến đấy phát là anh em thấy giật mình luôn, hoàn toàn mình có thể sở hữu được second home. Bằng cái cách như thế thì là tôi hướng dẫn cho bạn Hòa, bạn Thanh cách đây mấy năm trước đã có hai cái căn ở trong đấy, rất là cái tòa rất là đẹp, trung tâm của cái dự án đấy rất là đẹp. Và bây giờ là một số anh chị em quyết định xuống đấy thì thứ nhất là cái mặt bằng giá bây giờ nó đã cao hơn trước đây mấy năm rồi, và tương lai sau khi nó hết cái khu đấy ra sổ ra sẽ xong, chắc chắn nó lại giống như khu nhà tôi trên này, nó tăng gấp 2 lần rồi. Đấy, khu nhà tôi đang ở tăng gấp 2 lần luôn. Đấy thì ai bảo là chung căn hộ không tăng giá, sai lầm. Chẳng qua là anh chị không đi quốc tế, không biết thôi. 2015, tôi sang nhà chú em tôi ở bên Singapore chơi. Tôi thấy có một cái building nó đang xây. Xong rồi ở trong dưới nó lại có một cái khu nhà mẫu. Để nó gọi là showroom đấy, để chào khách. Thì tôi vào đấy tôi xem, tôi hỏi. Thì tại cái thời điểm đấy, một cái căn 70 m² 2 ngủ thôi đã 1,2 triệu đô la rồi. Rồi tương lai Hà Nội nó cũng sẽ càng ngày nó càng tăng lên như vậy. Tương lai Hà Nội nó là đại đô thị, là các đường vành đai Đồng Tâm, vành đai 2,5, vành đai 3, 3,5, 4, 4,5 rồi vành đai 5. Và nếu như bây giờ không sở hữu thì con cháu các anh chị mai sau có thể phải sống ở tận vành đai 4,5, vành đai 5. Không xa đâu, 15 năm nữa thôi. Cho nên là hãy dùng cái chiến lược bắn trước khi ngắm để mình sở hữu những thứ mình muốn. Chứ còn để mà chần chừ như một số anh bảo là đợi em có đủ thì em làm. Xin lỗi, cả cuộc đời này không bao giờ có đủ hết. Bởi vì bây giờ bạn nghĩ rằng bạn chờ bạn có 2 tỷ để bạn sở hữu cái tài sản này, thì đến lúc bạn đủ 2 tỷ thì nó là 4 tỷ, là 5 tỷ rồi. Và bạn sẽ là trời ơi, tại sao mình lại không có điều này. Và ở trong lớp club, ở đây đã có lớp K19 đổ về trước đã được học các quy luật. Trong đấy có một quy luật tôi rất tâm đắc, đó là nỗ lực tối thiểu để đạt được thành tựu tối đa. Còn nếu như có đủ thì không bao giờ có đủ trên cuộc đời này hết. 1 triệu đô la to với thời điểm này đối với bạn thôi. Nhưng mà sau một vài năm nữa nó trở nên rất bé nhỏ. Một bất động sản của bạn thôi nó cũng đã là 1 triệu đô la rồi. Chả nhẽ 1 triệu đô la bạn dừng lại ư? No, dừng làm sao được. Như thế nó quá nhỏ. Cho nên là khi cái động lực của bạn kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên, nó sẽ giúp bạn sở hữu 1 triệu đô la tiếp theo và 1 triệu đô la tiếp theo nữa. Bởi một cái quán tính, giống như cái xe, lúc bắt đầu đẩy nó đi nó rất là nặng. Nhưng mà khi nó đã lăn được bánh rồi nó nhẹ dần đi, nhẹ dần đi, nhẹ dần đi. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ, bấm một nút đăng ký, bấm một nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ, bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay.